Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 3 tháng 5 năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ngân hàng chính sách tập trung giải ngân vốn vay cho hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Công đoàn huyện Pha Lâm nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Sinh viên Nguyễn Anh Hải, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên sáng chế máy phun sát khuẩn tự động. Kiên quyết xử lý sai phạm tại dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tập trung triển khai hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động theo quyết định số 15 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chỉ đạo chi nhánh tại Ngân hàng Chính sách Xã hội các địa phương nắm bắt tình hình dịch bệnh, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương. Các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác rà soát đánh giá mức độ thiệt hại từng khách hàng vay vốn để thực hiện các biện pháp hỗ trợ. Bên cạnh đó, để đáp ứng kịp thời, không làm gián đoạn việc tiếp cận vốn vay của khách hàng, đặc biệt là những hộ nghèo, cận nghèo trong giai đoạn dịch bệnh, các điểm giao dịch tại cơ sở phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã sắp xếp và phân chia thời gian phục vụ khách hàng và áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn dịch tễ. Nhờ đó, nguồn vốn vay đã kịp thời đến được với người dân. Tính đến ngày 27 tháng 4, tổng nguồn vốn dư nợ đạt trên 2.800 tỷ đồng với 238.000 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo là trên 262 tỷ đồng, hộ cận nghèo là trên 235 tỷ đồng. Thịt lợn nhập khẩu đang tăng trưởng mạnh. Do giá thịt lợn trong nước vẫn cao, người tiêu dùng đã quen dần với việc sử dụng thịt đông lạnh. Trên địa bàn tỉnh hiện đã có một số siêu thị cửa hàng thực phẩm sạch bán lợn nhập khẩu từ các nước như Nga, Canada, Đức, Brazil có giá rẻ hơn so với trong nước tới vài chục nghìn đồng kg, như thịt ba chỉ nhập từ nước Nga có giá bán lẻ 130.000 đồng kg, sườn cánh buồm không cục 120.000 đồng kg, trong khi đó giá thịt ba chỉ tại chợ là 160.000 đồng kg, sườn còn cao hơn từ 180 đến 200.000 đồng kg. Trong khi đó, thịt lợn nhập đảm bảo đầy đủ các yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng thịt thơm ngon. Ước tính, sản lượng nhập khẩu tăng 300% so với trước đây. Dịch bệnh COVID-19 đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã trong tỉnh. Nhằm tháo gỡ khó khăn, nhiều hợp tác xã nông nghiệp trong tỉnh áp dụng giải pháp đa kênh bán hàng để giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản. Hợp tác xã sản xuất cung ứng rau quả và cây dược liệu An Thịnh Phát có quy mô 5 hectare, đầu tư 4 tỷ đồng cho một số khu vực nhà màng, nhà lưới để trồng dưa các loại. Nếu như năm 2019, các loại nông sản chủ yếu là dưa lưới của hợp tác xã đều được ký kết bao tiêu với các doanh nghiệp lớn, sản lượng tiêu thụ đạt trên 30 tấn quả. Ảnh hưởng của dịch bệnh khiến kênh bán hàng truyền thống bị ngừng trệ. Vì vậy, giải pháp của hợp tác xã trong thời điểm này là đẩy mạnh hệ thống các kênh bán lẻ. Nhờ đó, trên 3 tấn dưa chuột Israel của hợp tác xã đang đến kỳ thu hoạch đã được đặt mua với giá 18.000 đồng kg. Đối với dưa lưới, đã có một số chủ cửa hàng siêu thị vừa và nhỏ liên hệ đặt hàng. Trước đây cái kênh mà tiêu thụ chính của cái sản phẩm chúng tôi làm ra là chủ yếu là kênh bán buôn. Thế nhưng mà vì cái tình hình dịch dã như này thì là chúng tôi lại phải chủ động, thứ nhất là quan tâm đến những kênh bán lẻ, rồi bán hàng online, mở rộng các kênh và cho các cái cửa hàng, các cái chuỗi cửa hàng rau quả sạch thì sản phẩm tiêu thụ cũng khá là tốt. Nhờ đẩy mạnh liên kết với nhiều địa chỉ bán hàng online trong và ngoài tỉnh, nên hơn một tháng qua, hợp tác xã sản xuất dịch vụ và thương mại nông sản Học Phát tiêu thụ gần 20 tấn mít Thái Lan với giá từ 16 đến 20.000 đồng một kg. Do nhận thấy tiềm năng phát triển và hiệu quả đem lại từ kênh bán hàng online, nên nhiều thành viên trong hợp tác xã đã chủ động mở rộng quy mô sản xuất, đưa hơn 10.000 cây mít Thái vào trồng. Chúng tôi liên kết với một số các cái bạn trẻ bán hàng theo cái hình thức online để mà cùng nhau phát triển sản phẩm. Cái hình thức này thì rất là ưu việt, tức là cái sản lượng đã biết trước
và mang lên là tiêu thụ hết. Lo ngại lớn nhất của những người làm nông nghiệp là nông sản làm ra nhưng không tiêu thụ được, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi dịch COVID-19 đang có những tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã trong tỉnh. Việc lựa chọn đa dạng kênh bán hàng thay vì chỉ phụ thuộc vào một kênh bán hàng truyền thống đã giúp nhiều hợp tác xã từng bước tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, các cấp công đoàn huyện Văn Lâm luôn chú trọng quan tâm, chăm lo kịp thời cho đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh COVID-19. Đến nay, trên địa bàn huyện Văn Lâm, có 31 doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với gần 1.200 công nhân lao động đang tạm thời nghỉ việc. Để đảm bảo quyền lợi và chăm lo đời sống đoàn viên và người lao động, Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở có công nhân lao động nghỉ việc do dịch bệnh thỏa thuận với lãnh đạo các doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách cho công nhân lao động theo quy định. Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện cũng đã trực tiếp kịp thời hỗ trợ cho 77 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và vận động các công đoàn cơ sở, đơn vị doanh nghiệp hỗ trợ nhu yếu phẩm và ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của huyện với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Ngay từ đầu thì Liên đoàn Lao động huyện chúng tôi cũng sớm nhận diện được những cái vấn đề khó khăn do dịch bệnh xảy ra. Tôi cũng thành lập các cái tổ cán bộ công đoàn tình nguyện hỗ trợ và tuyên truyền vận động công nhân lao động. Những công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì chúng tôi cũng đã có cái sự chỉ đạo công đoàn cơ sở quan tâm bằng cái nguồn kinh phí của công đoàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng đã có những cái thương lượng với các cái chủ doanh nghiệp để họ đảm bảo được cái quyền lợi cho công nhân lao động. Hiện Liên đoàn Lao động huyện Văn Lâm vẫn tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động không được chủ quan coi thường dịch bệnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng thời kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn để công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất. Để hạn chế tập trung đông người ở các cơ sở khám chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch COVID-19. Nội dung này áp dụng trong giai đoạn phòng chống COVID-19 và các cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện trở lên. Đối với người bệnh được chẩn đoán mắc các bệnh mãn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch đang được các cơ sở khám chữa bệnh cấp thuốc điều trị ngoại trú hàng tháng, khi đến khám lại sẽ được cấp thuốc điều trị đủ dùng trong tối thiểu 2 tháng. Quy định này được áp dụng nếu việc tái khám 2 tháng một lần vẫn đảm bảo an toàn cho người bệnh và không ảnh hưởng tới liệu trình điều trị bệnh. Trường hợp người bệnh đến khám lại trước lịch hẹn khám lại do có các triệu chứng bất thường mà phải thay đổi thuốc điều trị, các cơ sở khám chữa bệnh sẽ hướng dẫn người bệnh hoàn trả lại các thuốc chưa sử dụng hết để thực hiện cấp cho các người bệnh khác theo yêu cầu điều trị. Dịch bệnh COVID-19 khiến cho sản phẩm dung dịch nước rửa tay đắt khách trên thị trường và rất đa dạng các sản phẩm. Tuy nhiên, quý vị và các bạn cũng cần lưu ý với những sản phẩm không đạt chất lượng khi mới đây, Cục Quản lý Dược vừa ra thông báo thu hồi một loại sản phẩm này. Cục Quản lý Dược vừa thông báo đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc sản phẩm dung dịch rửa tay khô Abibus Hand Rub, số lô sản xuất là 012020, ngày sản xuất ngày 4 tháng 2 năm 2020, hạn dùng 36 tháng kể từ ngày sản xuất do công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm mỹ phẩm Buttersea sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn Les Gritter chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi, sản phẩm mỹ phẩm chứa hàm lượng methanol vượt quá giới hạn cho phép. Kể cả với các dung dịch rửa tay khô đạt chất lượng thì các chuyên gia cũng khuyến cáo chỉ nên sử dụng nước tay khô là biện pháp tạm thời khi không có xà phòng, không nên lạm dụng thường xuyên. Việc rửa tay với xà phòng dưới vòi nước chảy vẫn là phương pháp rửa tay tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, sinh viên Nguyễn Anh Hải khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã thiết kế máy phun sát khuẩn tự động chỉ trong một tuần nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh cho mọi người khi dùng chung các sản phẩm khử khuẩn nơi công cộng. Đam mê và ham học hỏi, trước tình hình thực tế dịch COVID-19 đang có tốc độ lây lan nhanh cho cộng đồng, Hải đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế máy phun sát khuẩn tự động nhằm giảm bớt các thao tác và tiết kiệm chi phí cho người sử dụng trong mùa dịch COVID-19. Bằng những vật dụng dễ kiếm như adapter, nguồn 12V, bo mạch điều khiển, hệ thống cảm biến, hệ thống phun dung dịch, bình đựng dung dịch, vỏ thiết bị, giá đỡ và các linh kiện điện tử,
Hải đã lên ý tưởng và thiết kế máy phun sát khuẩn tự động với 3 phiên bản đứng, để bàn và treo tường phù hợp với từng địa điểm người sử dụng. Đặc biệt, sản phẩm có mức giá giảm hơn so với thị trường rất nhiều, chỉ từ 500.000 đồng cho đến 1,3 triệu đồng tùy từng phiên bản. So với cơ chế hoạt động đơn giản, khi người sử dụng đưa tay vào, thiết bị sẽ tự động phun xương dung dịch sát khuẩn lên tay và tự động ngắt. Người dùng chỉ mất 0,8 giây để sát khuẩn tay nên không chỉ tiết kiệm được thời gian mà còn sử dụng một lượng dung dịch sát khuẩn vừa đủ, không gây lãng phí. Đặc biệt, người dùng sẽ tránh tiếp xúc với bề mặt, không chạm vào thiết bị để hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng. Trung bình mỗi phiên bản sẽ đủ cho khoảng hơn 500 lần xịt. Đặc biệt, sản phẩm không chỉ đơn giản là ý tưởng mà còn được ứng dụng thực tế hiệu quả tại siêu thị Itimex, các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh nhận được đánh giá cao của khách hàng sử dụng. Đây là một cái sản phẩm rất là sáng tạo. Khi em Hải em mới có qua siêu thị và em mới quan sát thấy siêu thị đang thực hiện cái việc mà sát khuẩn bằng tay như thế thì nó rất là thủ công, thì đã đề xuất là đặt cái máy sát khuẩn tự động. Và qua một thời gian sử dụng thì siêu thị thấy là cái máy này nó rất là tiện ích, rút ngắn các cái thời gian để khách hàng thao tác để vào siêu thị. Thế qua sử dụng thì tôi thấy là cái việc sử lắp đặt cái máy khử khuẩn này nó có rất là nhiều tiện lợi, giảm tải được cái công việc cho các đồng chí giáo viên. Như vậy là các em tự động đến sát khuẩn thay vì việc là giáo viên lại phải yêu cầu các em xếp hàng xòe tay ra rồi cô giáo lại phải xịt khuẩn cho các em. Về thiết kế thì cũng nhỏ gọn, thuận tiện, sử dụng thì nó cũng đơn giản. Chúng tôi đã quyết định lắp đặt toàn bộ cái hệ thống máy phun nước khử khuẩn tự động cho tất cả các lớp học. Tổng số là nhà trường chúng tôi đã đặt 32 máy. Trong thời gian tới, máy phun sát khuẩn của Hải cũng sẽ tặng cho một vài điểm trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời nghiên cứu nâng cấp thêm với nhiều tính năng mới như đo thân nhiệt hoặc phát ra thông báo để nhắc nhở người dùng sử dụng. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và củng cố các thiết chế văn hóa, xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã huy động hơn 27 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa xã và nhà văn hóa ở tất cả các thôn. Xã huy động các nguồn lực xây dựng nhà văn hóa xã với kinh phí 7 tỷ đồng, nhà văn hóa 5 thôn với kinh phí từ 3 đến 4,5 tỷ đồng. Trong đó, hơn 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn xã hội hóa từ nhân dân, huyện và tỉnh hỗ trợ 12 tỷ đồng. Đến nay, nhà văn hóa thôn Hậu Xá đã hoàn thành, nhà văn hóa thôn Tam Nông đang trong giai đoạn hoàn thiện. Cùng với đó, xã Hưng Đạo đang tích cực kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp của nhân dân để mua sắm bàn ghế và các trang thiết bị. Phấn đấu đến cuối năm, tất cả các nhà văn hóa đều được đưa vào sử dụng. Các công trình được xây dựng sẽ là nơi hội họp và sinh hoạt văn hóa cho nhân dân, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động là 6,4%, thì đến nay đã giảm xuống chỉ còn 1,3%. Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực đồng thuận vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Gia đình bà Đào Thị Lan ở thôn Đào Xá thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm nay. Bản thân sức khỏe yếu, con trai công việc không ổn định, do đó để đủ ăn, đủ mặc đã là việc khó. Bà chưa bao giờ dám nghĩ có một ngôi nhà mới khang trang để ở. Được sự hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã, ngôi nhà mới của bà vừa được hoàn thiện và đưa vào sử dụng một tuần nay. Có nhà mới để ở giúp gia đình bà yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhà lụp tụp thế thì nó lại trũng nữa, mưa nước nó cứ chảy về trong nhà. Nhờ đảng, nhờ chính phủ, nhờ thì các bác cán bộ xã giúp đỡ. Nhà mới thì bà cháu phấn khởi. Để giúp nông dân sản xuất nông nghiệp hiệu quả, nâng cao thu nhập, xã Vĩnh Xá đã tiến hành xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa và công khai quy hoạch vùng chuyển đổi tới tận cơ sở để người dân nắm bắt nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Đến nay, toàn xã đã chuyển đổi được 120 ha cây trồng các loại có giá trị kinh tế cao, tập trung vào một số loại cây trồng như thanh long, mít, cam, bưởi, dược liệu. Nhiều giống lúa mới có năng suất, chất lượng cũng được đưa vào gieo cấy. Sau khi được Viện Thổ nhưỡng Nông hóa về xét nghiệm đất, chất đất của địa phương và cũng đã được khuyến cáo là trồng những loại cây phù hợp chất đất cho từng chủng loại, thì địa phương cũng thông báo rộng rãi, tuyên truyền cho nhân dân là chuyển đổi cây nào cho phù hợp với chất đất và có hiệu quả.
Công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm. Thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách Xã hội, các đoàn thể, tổ tiết kiệm vay vốn tạo điều kiện cho nhiều hộ dân vay vốn phát triển, mở rộng sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Nhờ sự nỗ lực đó, số hộ nghèo giảm từ 6,4% năm 2015 xuống còn 1,3% năm 2019 và bình quân thu nhập đầu người đạt trên 46 triệu đồng một năm. Trong những năm qua, cùng với tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, tỉnh Hưng Yên cũng chỉ đạo kiên quyết xử lý các sai phạm của các doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư. Công ty cổ phần thương mại sản xuất vật liệu xây dựng Đại Hưng, trước đây là công ty cổ phần vật liệu xây dựng Văn Giang, có trụ sở chính ở thôn Đầu, xã Phụng Công, huyện Văn Giang, được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thực hiện dự án đầu tư nhà máy sản xuất gạch ngói Tuy Nen tại khu đất có diện tích 50.743 m² trên địa bàn xã Phụng Công. Năm 2015, công ty Đại Hưng đã lập hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chấp nhận được điều chỉnh dự án từ nhà máy sản xuất gạch ngói Tuy Nen thành dự án đầu tư xây dựng khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế Staco Ban Garden với mục tiêu xây dựng nhà ở. Đề xuất của công ty Đại Hưng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương trong các năm 2016, 2017 và 2018. Việc Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ra các thông báo đồng ý chủ trương cho phép công ty Đại Hưng điều chỉnh mục tiêu dự án từ sản xuất gạch Tuy Nen sang mục tiêu xây dựng nhà ở và điều chỉnh mở rộng diện tích thực hiện dự án là phù hợp, đảm bảo theo quy định. Tuy vậy, trong quá trình triển khai dự án, công ty Đại Hưng để xảy ra một số sai phạm gây bức xúc trong dư luận. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện dự án này. Kết luận của thanh tra tỉnh nêu rõ, dự án điều chỉnh của công ty Đại Hưng mới chỉ được đồng ý về mặt chủ trương, công ty Đại Hưng còn tồn tại một số sai phạm về thực hiện báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư theo quy định, chưa đăng ký biến động thay đổi tên pháp nhân, vi phạm quy định pháp luật về đất đai, vi phạm pháp luật về đầu tư, vi phạm quy định pháp luật về xây dựng. Công ty Đại Hưng còn phải nộp vào ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Tại hội nghị công bố kết luận của thanh tra, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thế Cử yêu cầu công ty Đại Hưng nghiêm túc chấm dứt và khắc phục các sai phạm. Các sở ngành, chính quyền địa phương cần tăng cường kiểm tra, thanh tra theo đúng nhiệm vụ chức năng để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng, chủ động ra soát, nghiên cứu các văn bản để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, bảo đảm việc triển khai xây dựng của công ty Đại Hưng đúng quy định của pháp luật. Ủy ban tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo công ty là nghiêm túc kiểm điểm và thực hiện nghiêm theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế và các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước mà kết luận thanh tra đã nêu, thực hiện đầy đủ các cái báo cáo về tình hình đầu tư cũng như là báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án đầu tư theo đúng quy định pháp luật về đầu tư trong suốt quá trình triển khai dự án. Từ dự án nhà máy sản xuất gạch ngói Tuy Nen đến nay là công ty chưa thực hiện việc báo cáo thực hiện dự án đầu tư cũng như là báo cáo giám sát đánh giá thực hiện dự án đầu tư. Hai là thực hiện nghiêm túc việc kê khai, quyết toán và nộp thuế theo đúng quy định pháp luật về thuế và luật quyết toán cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về đầu tư, xây dựng đất đai, kinh doanh bất động sản, thuế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và dừng toàn bộ hoạt động kinh doanh, xây dựng của dự án khi chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định, chủ động trong việc chấm dứt các hợp đồng hợp tác góp vốn của dự án cũng như hợp đồng mua bán mà đã ký với các khách hàng, chịu trách nhiệm pháp lý đối với khách hàng trong các thực hiện giao dịch về bất động sản và không được để xảy ra phát sinh trong quá trình về đơn thư khiếu nại khi thực hiện các cái việc thanh lý các hợp đồng. Sau khi đã có kết luận thanh tra như thế này thì công ty chúng tôi sẽ phối hợp tích cực với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý tất cả những cái vấn đề mà còn tồn đọng mà kết luận thanh tra đã chỉ ra. Chúng tôi hy vọng trong thời gian sớm nhất thì chính quyền của tỉnh Hưng Yên sẽ hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hướng dẫn các doanh nghiệp cho các cái trình tự thủ tục để doanh nghiệp có thể triển khai dự án sớm nhất để có thể đảm bảo hiệu quả của dự án đầu tư.
Trong những năm qua, tỉnh Hưng Yên đã huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hỗ trợ doanh nghiệp cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc tiếp cận đất đai, kinh phí đào tạo lao động, ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp ở mức cao nhất theo quy định của chính phủ. Vì vậy, các doanh nghiệp thực hiện cam kết, chấp hành nghiêm pháp luật, thực hiện tốt các vấn đề môi trường và các nghĩa vụ với tỉnh và người dân. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.